Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhà xe tăng giá nhồi nhét, chèn ép, dừng đón trả khách sai quy định. Người dân có thể gọi về số 069-234-2608, 099-567-6767 để phản ánh. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa công bố một loạt số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, phản ánh hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, phản ánh tình trạng chở quá số người quy định, tăng giá vé, nhồi nhét và chèn ép khách, chạy sai luồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, lái xe uống rượu bia hoặc sử dụng ma túy, vi phạm tốc độ, tai nạn giao thông. Người dân gọi về số 069-234-2608 hoặc 099-567-6767, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại bến xe, xe chở quá số người quy định, bán vé, tăng giá vé, quá quy định, chạy sai luồng tuyến, người dân gọi đến số 1900-54-5570 máy lẻ số 2, Phòng Quản lý Vận tải và Phương tiện Người lái, Cục Đường bộ Việt Nam. Phản ánh về các bất cập về tổ chức giao thông như đường xá, đèn tín hiệu, chở quá tải trọng, ùn tắc giao thông trên các cao tốc và các quốc lộ, người dân liên hệ số điện thoại 1900-54-5570 máy lẻ 4, Phòng Quản lý Bảo trì Đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam. Phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ tới số 08-1911-5911, Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng lưu ý người tham gia giao thông trước khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện hoặc số hiệu chuyến bay, chuyến tàu, hành vi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông. Người dân nên nhắn tin để đảm bảo chính xác. Việc bỏ chạy khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe là hành vi vi phạm pháp luật giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định hiện hành. Khi tham gia giao thông, việc tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát giao thông là bắt buộc đối với mọi người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp người tham gia giao thông đã bỏ chạy khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe, dẫn đến các mức phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Việc này không chỉ vi phạm quy định về giao thông mà còn có thể gây nguy hiểm đến an toàn giao thông và tính mạng của người khác. Hành vi bỏ chạy khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe được coi là vi phạm hành chính và sẽ bị xử lý dựa trên tính chất và mức độ vi phạm cùng với loại phương tiện được sử dụng. Theo Nghị định 100/2019 sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021, mức phạt cụ thể được áp dụng như sau. Xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Xe ô tô và các loại xe tương tự, phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Máy kéo, xe máy chuyên dùng, phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ từ 1 đến 3 tháng. Điều khiển, dẫn dắt xúc vật kéo, xe đạp máy, kể cả xe điện, xe thô sơ khác, phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng, không có hình phạt bổ sung. Mức phạt này được áp dụng nhằm đảm bảo sự công bằng và đúng đắn trong xử lý vi phạm, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân. Quy định về quyền yêu cầu dừng xe của cảnh sát giao thông. Theo thông tư số 32/2023 của Bộ Công an, cảnh sát giao thông không được tự ý yêu cầu người tham gia giao thông dừng xe để kiểm tra nếu không có căn cứ hợp pháp. Cảnh sát giao thông chỉ được dừng xe trong các trường hợp sau. 1. Có chứng chỉ về hành vi vi phạm giao thông hoặc vi phạm pháp luật khác. 2. Thực hiện theo mệnh lệnh hoặc kế hoạch tuần tra kiểm soát đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 3. Có văn bản yêu cầu từ các cơ quan chức năng liên quan đến an ninh trật tự. 4. Có thông tin tố giác hoặc phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật. Trong trường hợp cảnh sát giao thông dừng xe mà không có các căn cứ trên, người dân có quyền khiếu nại về hành vi này. Việc bỏ chạy khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe không phải là tội chống người thi hành công vụ mà chỉ bị xử lý vi phạm hành chính. Tội chống người thi hành công vụ theo Điều 333 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 chỉ áp dụng khi có hành vi sử dụng bạo lực đe dọa hoặc các phương pháp khác nhằm cản trở cảnh sát giao thông hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật. Người điều khiển phương tiện bỏ chạy thường chỉ nhằm tránh bị kiểm tra và xử lý vi phạm, không có hành vi bạo lực hay đe dọa. Vì vậy, hành vi này chỉ bị xử lý vi phạm hành chính theo các mức phạt đã nêu, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Việc bỏ chạy khi cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe là hành vi vi phạm pháp luật giao thông và sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định hiện hành. Người tham gia giao thông cần tuân thủ hiệu lệnh của cảnh sát giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Đồng thời, cảnh sát giao thông cũng phải thực hiện đúng quy trình và căn cứ pháp luật khi yêu cầu dừng xe nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình kiểm soát giao thông. Bộ Công an vừa công bố dự thảo nghị định quy định về việc xử lý vi phạm giao thông, trong đó đề xuất các mức phạt mới đối với người điều khiển xe mô tô và xe máy. Theo dự thảo này, mức phạt tiền có thể lên tới 14 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng. Dự thảo nghị định hiện đang được Bộ Công an lấy ý kiến công chúng và sẽ chính thức có hiệu lực sau khi hoàn tất quy trình xem xét dự kiến vào ngày 1 tháng 10 năm 2024. Trong dự thảo, Bộ Công an đã đưa ra nhiều mức phạt cụ thể nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người tham gia giao thông, phạt tiền từ 800.000 đến 1 triệu đồng, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km đến 20 km/h, dừng xe đỗ xe không đúng quy định trong hầm đường bộ, vượt xe tại những khu vực cấm hoặc trong hầm đường bộ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông hoặc người điều khiển giao thông, sử dụng ô dù, thiết bị âm thanh trừ thiết bị trợ thính hoặc điện thoại khi điều khiển xe, phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng, đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc trên đường có biển cấm đi ngược chiều, không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, sử dụng chân trống hoặc vật khác quệt xuống đường khi đi chạy xe, điều khiển xe vào đường cao tốc trừ xe phục vụ quản lý bảo trì, phạt tiền từ 4 triệu đến 5 triệu đồng, chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h, điều khiển xe gây tai nạn giao thông do không quan sát, không giảm tốc độ hoặc không dừng lại khi cần thiết, điều khiển xe khi nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá quy định, phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, buông tay khi điều khiển xe lạng lách đánh võng, gây tai nạn giao thông và không dừng lại, bỏ trốn không trình báo, điều khiển xe khi có nồng độ cồn, vượt mức cho phép hoặc sử dụng chất ma túy, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng, các hành vi vi phạm nêu trên mà gây tai nạn giao thông hoặc không chấp hành lệnh dừng xe của cơ quan chức năng. Dự thảo nghị định không chỉ quy định mức phạt tiền mà còn đề xuất việc trừ điểm giấy phép lái xe và tịch thu phương tiện trong một số trường hợp. Các hành vi vi phạm được nêu rõ và phân loại theo mức độ nghiêm trọng, từ đó giúp cơ quan chức năng có thể áp dụng hình phạt một cách chính xác và công bằng. Sự thay đổi này nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, nhằm giảm thiểu tình trạng vi phạm luật giao thông. Bộ Công an kỳ vọng rằng các mức phạt mới sẽ góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn hơn và góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên toàn quốc.